Hello, xin chào tất cả các bạn và các em. Ông Minh Vlog chào tất cả các bạn và các em. Và tối hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào cái buổi live stream chữa 40 câu trong đề kiểm tra. Và chính thức là tổng cộng là có 45 câu trong sách đề. Công nhận thầy anh thấy nhạc chán nên thầy tắt mất rồi. Không biết cái mấy bài cũ đâu mất. Tìm mãi không thấy. Hello. Nào các em cùng comment đáp án nhé. Để cho buổi live nó thật là hiệu quả. Và để cho các em có thể học hiểu bài hơn thì các em nhớ comment đáp án ở phía dưới, để mà cho thầy để chứng minh cho thầy biết rằng là các em học hiểu bài và thầy cũng biết là các em hiểu bài như thế nào nhá. Nào các em cùng comment ở câu số 1. Các em có nhìn rõ không? Các thanh niên nào nhìn rõ thì chấm để thầy biết. Nào. Các em nhìn rõ thì chấm để thầy biết nào. Nhìn thấy gì thì chấm để biết. Không biết là thầy chỉ quan tâm là các em có nhìn thấy rõ bài không thôi. Các em có nhìn rõ không và nghe thầy có ổn không? Thôi không nghe nhạc nữa em ạ, bây giờ mình bắt đầu vào học. Mình chỉ nghe nhạc vậy thôi, mình bắt đầu vào học, mình bắt đầu vào chiến. Nào cùng chiến nào. Quyết tâm chiến, bạn Nguyễn Ngọc Trâm là bạn mà comment đáp án đầu tiên. Hello. Đây là cái chuỗi này là thầy tổ chức các cái buổi live stream để mà giúp cho chúng ta học giỏi môn hóa hơn, để mà cho chúng ta học khủng môn hóa hơn, để mà chúng ta lên top lớp. Học thầy Minh thì tôi lên top lớp luôn. Thầy chỉ có một ước mong như vậy với các em thôi. Nào ok, cùng chiến đấu nào. Chiến đấu vì màu cờ, chiến đấu vì chúng ta và chiến đấu vì thầy, đúng không? Nào câu số 1 nào các em. Câu số 1 đáp án gì? Số 1, để chứng minh trong phân tử glucose có nhiều nhóm hydroxyl. Nói thề với các em câu này rất hay. À, thỏ hồng để thứ tư nhá. Thỏ hồng để dành thứ tư. Hôm nay không thỏ hồng. Thứ tư mới có thỏ hồng. Nào, thứ tư thầy đang nghĩ không biết là làm con gì nữa đây. Các em cho thầy một ý tưởng đi, các em thích con gì vào tối thứ tư. Nào câu số 1 nào. Để chứng minh trong phân tử, để chứng minh trong phân tử có nhiều nhóm hydroxyl. Cái câu này rất là hay nhá. Đề bài yêu cầu chúng ta là phải có nhiều nhóm hydroxyl. Thì xem nào. Nhiều nhóm hydroxyl thì chứng minh nhiều nhóm hydroxyl ấy thì chắc chắn là chúng ta phải sử dụng CO2 lần nhiệt độ thường, đúng không? Để nó tạo thành dung dịch màu. Dung dịch màu phức xanh. Rất nhiều bạn bị nhầm đấy, rất nhiều bạn bị nhầm cái chứng minh nhiều nhóm hydroxyl với chứng minh có 5 nhóm hydroxyl. Nha, đừng con gì à? Ok, thế bởi sao không con gì hết? Nào, khẩn trương nào. Các em cùng xem video live stream lại về tường xong tác các bạn các em ạ. Ôi, hơi mờ mờ nhỉ. Các em có bị mờ không? Mấy con có sừng á, ok, buổi sau thầy thử biến thành con kỳ lân nhỉ. Nào, 2007 nào, phát biểu không đúng nào. Câu số 2 phát biểu không đúng là. Câu số 2 phát biểu là bạch tuộc. Bạch tuộc nhiều vòi không em? Mấy con có sừng rủa thầy cắm bị cắm sừng à? Khổ thế không biết. Nào câu số 2, học dạy học chúng nó như này, chúng nó muốn mình bị cắm sừng. Hy sinh vì không có người yêu, hy sinh cả tuổi thanh xuân vì chúng nó, xong bây giờ chúng nó muốn mình bị cắm sừng. Trời đất ạ. Hôm nay không sâu mặt, hôm nay mặt xấu. Nào câu số 2, phát biểu không đúng. Phát biểu không đúng là hôm nay mặt xấu nên không sâu, để dành. Dung dịch maltose tác dụng với CO2 lần khi đun nóng cho kết tủa CO2O. Cái này đúng đúng không? Maltose có nhóm chó, nhưng mà chú ý là maltose bị giảm tải rồi. Tác dụng với CO2 lần khi đun nóng thì cho ta kết tủa của CO2O, cái này hoàn toàn chính xác. Được chưa? Đây đề bài hỏi không đúng nha, nên vứt. Sản phẩm thủy phân cellulose xúc tác cắt cộng có thể tham gia phản ứng tráng gương. Thì cellulose và xúc tác cắt cộng ấy, thì nó tạo thành alpha glu. Thì alpha glu có thể tham gia phản ứng tráng gương là hoàn toàn chính xác. Thằng này đúng, thằng này đúng. Thủy phân saccharose cũng maltose đều cùng cho một monosaccharide. Thì em lưu ý, hello fan cứng. Saccharose thì thủy phân thu được alpha glu cộng beta fructose. Còn thủy phân man thì chỉ thu được alpha glu thôi. Thế mà cho cùng một monosaccharide là sai. Do sac cho mình hai hai monosaccharide, còn man chỉ cho mình một. Đúng không? Hai gốc alpha glucose là một loại monosaccharide. Vậy là sai là C. Còn dung dịch fructose hòa tan được CO2 lần hoàn toàn chính xác nhá. Vậy đáp án đúng mình là đáp án C nhá các em nhá. Nào mình cùng sang câu tiếp theo nào. Câu số 3 nào các em. Câu số 3 nào. Cùng comment đáp án câu số 3 nhá. Cố gắng xe thật nhiều lên. Rủ tất cả các bạn xe vào trong tất cả các nhóm của em để hôm nay lên được 100 bạn cùng theo dõi học thầy nào. Dạo này đuối quá. Đúng không? Ôi thầy xe này trên tường rồi này. Hello chào cả nhà. Hello chào cả nhà. Bạn nào ép giúp thầy bạn Dương Huyền vào đây nhá. Đây là sách đề
đề số 01 trong sách đề offline cũng như sách đề online cũng như là sách đề thì phát triển ra. Nên các em chú ý, những bạn nào đã đăng ký mua sách rồi thì cùng theo dõi cái bộ giải ở đây. Được chưa? Nào câu số 3 này. Tinh bột, sen, xác, man đều có khả năng tham gia phản ứng gì? Chú ý bọn này là polysaccharide này. Polysaccharide này. Xác và man là disaccharide này. Thế thì cả poly và cả disaccharide thì đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân. Nên là đáp án đúng là đáp án A các em nhá. Samun Poki chỉ vào nghe nhạc thôi là xong đi ngủ à. Tráng hương này. Tinh bột, sen không tráng hương. Xác, man không. Xác cũng không tráng hương. Man thì có tráng hương. Trùng ngưng thì tất cả bọn này đều không trùng ngưng. Hòa tan siêu hóa lần thì tinh bột, sen không hòa tan. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Thủy phân nhá. Thanh niên là chưa xe thì xe luôn đi. Vã lắm rồi. Nào câu số 4. Câu số 4. Thầy sẽ giúp chúng ta xuyên qua nỗi sợ hãi. Yên tâm, với môn hóa, thầy Minh Mia Liên sẽ giúp cho các em xuyên qua nỗi sợ hãi. Dương Việt nhớ xe lại video livestream về tường nhá. Câu số 4 nào. Wow. 95 bạn đang theo dõi. Hello Dương Huyền. Dương Huyền cố gắng chăm chỉ học đi, tí thầy add vào trong nhóm chat của Live VIP. Mà bạn nào đang là team của Live VIP thì giúp thì add giúp thầy bạn Dương Huyền vào nhá. Dương Huyền là một bạn nữ cực kỳ xinh gái, quê Nam Định. Học sinh lớp Live VIP của thầy. Glucid carbohydrate chỉ chứa 2 gốc glucose. Chỉ chứa 2 gốc glucose. Thì chú ý thầy vừa phân tích xong, để chỉ chứa 2 gốc glucose thì tinh bột là chỉ chứa alpha glu nhá. Đúng chưa? Đây là nhưng mà đây 2 gốc cơ mà, tinh bột rất nhiều. Vứt. Sen thì lại beta, đúng không? Thế thì chỉ chứa 2 gốc thì chỉ có thể là man. Man chứa 2 gốc. Xác thì là có alpha glu và beta fructose. Thế là xác cũng bỏ nốt. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Trần Thủy Nguyên hoàn toàn chính xác. Câu số 4 đáp án B. Các bạn đã đăng ký mua sách thì các bạn cùng chui vào đây cùng giải sách nhá. Cùng giải sách, cùng comment đáp án sách với thầy nào. Câu số 5. Câu số 5 này khó hơn một chút, cần chúng ta phải sử dụng máy tính để bấm. Nào thanh niên cùng các thanh niên cùng sử dụng máy tính bấm với thầy xem nào. Đáp án là đáp án gì nào? Câu số 5 này. Lượng glucose cần dùng để tạo ra 1,82g sorbitol với hiệu suất 80%. Thì chúng ta cần phải nhớ được công thức của glucose là C6H12O6. Các em bao giờ các em làm bài kiểm tra ở trên lớp này. Để tạo thành cộng hydro này, để tạo thành sorbitol thì thằng này chỉ ăn 1 hydro thôi, để tạo thành C6H14O6. Thầy viết phương trình ở đây nhưng mà hơi hết chỗ rồi, các em chú ý nhé, trong thầy viết lại đây nhé. Các em cùng chú ý nhé, những câu này rất là dễ thôi. Hoàn toàn là giúp chúng ta có thể lấy được điểm. Dương Huyền lấy máy tính là bấm máy tính nhá. Lan Anh lấy máy tính là bấm máy tính nào. Để thu được để C6H14O6 đúng không? Tạo ra 1,82g sorbitol, hiệu suất là 80% và mình tìm được số mol hiệu suất là bằng 0,8. Hello. Xin chào tất cả các bạn và các em. Các bạn và các em đang theo dõi buổi livestream chữa đề kiểm tra carbohydrate đề số 02, đề kiểm tra số 04 của thầy. Và đây là một trong số chuỗi mà thầy giúp cho các bạn và các em học khủng hơn bộ môn hóa nhá. Đấy đây này, rất nhiều bạn mai kiểm tra hóa này. Vậy ở đây mình tìm ra được số mol sorbitol 1,82 chia cho 182. Việt Anh đang đợi thầy mang sách về có mà hết thanh xuân. Tuần sau nhá, thầy quên ấy, bọn em không nhắc ấy. 1,82 chia cho 182 thì bằng 0,01. Suy ngược thì mình có 0,01 nhân 1 chia 1 bằng 0,01. Thuận nhân nghịch chia cho 0,8. 0,01 mà chia cho 0,8. 0,01 mà chia cho 0,8. Đây, máy tính xịn xò này. 0, thầy thích bấm máy tính này cực. 0,01 mà chia cho 0,8. Bấm máy tính hóa này nhanh. Bằng 0,0125 nhá. Nhân 180 này ra khối lượng là 2,25g, các em nhìn thấy chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là 2,25g. 2,25, đáp án đúng đáp án B. Các em nhớ kỹ cho thầy nhé. Thuận nhân nghịch chia. Cứ nhớ kỹ cho thầy là thuận nhân nghịch chia là ok hết. Đấy chưa? Mình sang câu số 6 này. Mình sang câu số 6. Các em cùng comment đáp án câu số 6. Các em có hiểu câu bài tập này không? Sau đó mình sang câu số 6. Bạn nào hiểu câu bài tập này thì cùng chấm cái để thầy biết nào. Bạn nào hiểu câu bài tập này thì cùng chấm cái để thầy biết nào. Nào rồi sang câu số 6 này. Là các em có hiểu câu số 6 không? Câu số 6, carbohydrate nhất thiết phải chứa nhóm chức gì? Carbohydrate nhất thiết cấp 3 chưa kiểm tra hóa là gì? Nào, carbohydrate nhất thiết phải chứa nhóm chức của thằng nào? 6A Trang Trang, 6A hoàn toàn chính xác. Hiền Hiếu Nguyễn, chính xác. 6A Trang Nguyên, chính xác. 6A carbohydrate nhất thiết phải chứa nhóm chức của ancol, hoàn toàn chính xác. Câu số 7 này. Câu số 7, Dương Thị Vân Anh này rồi. Hello Dương Huyền, Dương Huyền làm đề chưa? Cái này ở trong sách đề live stream đấy, live VIP đấy. Câu số 7 nào, dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng trắng bạc, chú ý nhé, đều tham gia phản ứng trắng bạc. Thế thì các em chú ý cho thầy này, điều kiện để tham gia phản ứng trắng bạc, thầy ghi ở đây, điều kiện để trắng bạc, nhớ kỹ nhé, trắng bạc thôi, thì chúng ta cần có điều kiện, cái này thầy nhắc lại nhiều rồi, có chó,
hoặc là có HCOOR phải. Được chưa? Có chó hoặc là có HCOOR phải. Nhớ nha. Thế vậy đáp án đúng của chúng ta này. Glucose có chó, maltose có chó, acid formic là HCOOH với là có dạng HCOOR phải. Anhydride acetic là CH3CHO có chó. Vậy là đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Thế đáp án B loại thằng nào? Đáp án B loại thằng glycerol. Glycerol là không có chó. Đáp án C loại glycerol. Đáp án D loại saccharose. Saccharose không có trắng bạc. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các em nhá. Hello Tâm Tuyết, Mai Tuyết, các em giúp thầy share video livestream lại về tường, sau đó là tag tất cả các bạn của các em vào trong video livestream. Và tiện đây thầy cũng nhắc luôn là 20:30 tối thứ tư. Tối thứ tư chúng ta live tiếp. Live tiếp 40 câu carbohydrate chuẩn dễ. Carbohydrate chuẩn dễ. Chúng ta like các câu dễ dàng thôi nha. Tối thứ tư like dễ dàng thôi. Tối thứ hai chúng ta like đến khó rồi. Nào câu số 8 này. Câu số 8 đây là những cái câu này vẫn là dễ ở mức độ nhận biết thôi. Các em nhớ comment đáp án nha. Không đuối thế. Nào câu số 8 này. Phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu thầy rất mong muốn nhìn thấy đáp án của các em để thầy biết là các em làm đúng hay làm sai. Trịnh Dương đây này, 8C này. À, phát biểu nào sau đây là đúng? Saccharose mất máu nước brom, cái này hoàn toàn sai các em nhá. Hoàn toàn sai luôn. Glucose bị khử bởi AgNO3 trong đợt 3. Câu này thì không biết là các bạn có bị sai không, nhưng thầy biết là có rất nhiều bạn bị chết. Bạc cộng này, về bạc không đúng không? Thì ở đây bạc về bạc không, khử tăng o giảm, số xóa giảm, vậy bạc cộng đóng vai trò là chất oxy hóa. Chất oxy hóa thì glucose đóng vai trò là chất khử. Chất khử thì phải là bị oxy hóa chứ không phải bị khử. Vậy là sai. Hello Lan Anh, chú Minh chào các con. Các con thích ăn gì? Chú Minh chưa được ăn tối. Vậy là sai nhé. Các em cứ nhìn thấy là glucose tác dụng AgNO3 trong NH3 là chọn ngay là đúng là chết. Glucose phản ứng AgNO3 trong NH3 thì bạc AgNO3 trong NH3 đóng vai trò là chất oxy hóa. Thì glucose phải đóng vai trò chất khử. Chất khử thì phải là bị oxy hóa chứ không phải là bị khử. Được chưa? B sai tiếp. Cellulose cấu trúc mạch phân nhánh. Sai tiếp. Để tầm đúng cái này. Trang Trang đúng cái này. Amylopectin cấu trúc mạch phân nhánh. Hoàn toàn chính xác nhá. Hoàn toàn chính xác. Đáp án đúng đáp án D. Chúc mừng tất cả các bạn chọn đáp án D. Lưu Trần Ngọc Thuận này, Nguyễn Huyền này, hoàn toàn trả lời chính xác luôn. Đấy các em thấy sách đề phải chất đến như vậy cơ mà. Chất đến như vậy cơ mà. Câu số 9. Hôm nay thầy có nói chuyện với nhà in rồi, quyển vô cơ của thầy sắp xuất bản rồi. Nào câu 90 này. Một phân tử xác thì có. Câu số 9. Câu số 9 nào. Câu số 9 nào, đang đầu 9 đấy, đang 90 này là đúng câu số 9, còn câu số 10 phải lên 100 không? Thanh niên nào chưa xe là bị thầy ghét. Cứ thanh niên nào mà chưa xe là bị thầy ghét, để ghét các thanh niên không xe video livestream thầy luôn. Hello. Nào câu số 10. Câu số 9 đã, phân tử saccharose thì có cái gì? Phân tử saccharose à? Thì có một gốc alpha glu và một gốc beta glu. Vậy là phải là alpha glu, đây là beta glu loại đúng không? Beta glu loại tiếp đúng không? Hai gốc alpha glu loại tiếp đúng không? Đáp án đúng là một gốc. Hello Dương Huyền. Các em biết không, live VIP của thầy toàn hot girl rồi. Lan Anh hot girl, Dương Huyền lát hot girl, mà Phạm Thị Tâm hot girl. Lớp toàn hot girl, lớp học toàn hot girl. Một gốc alpha glucose, một gốc beta fructose, thế mà chúng nó lại theo thầy để bị ế à? Thầy Minh ấy. Nào câu số 10 nào. Đáp án đúng đáp án D nhá. Đấy, đề năm thầy thi này. Câu số 10 2010 khối A này, đề năm thầy thi, các em nhìn thấy kinh không? Nhìn thấy có sợ không? Nó mới chữa những nhìn kinh vậy thôi nhưng mà dễ lắm. Đây này, đầu tiên này, từ 180g glucose này. Nhìn nhá. Thầy tìm được số mol glu luôn này. 180 chia cho 180 bằng 1 này. Bằng phương pháp lên men rượu thu được gamma ethylic hiệu suất 80% này. 0,8 này. Được chưa? Nhìn thấy chưa? Thì ra được hai thằng C2H5OH nhá. Vậy thì có này, 1 x 2 là 2. Thuận nhân, chú ý cho thầy nhá, thuận nhân hiệu suất nhá, thuận phải nhân hiệu suất nhá. Nhân với 0,8 nhá. Thanh niên là chưa có gấu thì phải vào đây học ngay. Thì mới kiếm được gấu. Vậy số mol này bằng 1,6. Được chưa? Đây là 1,6 mol nhá. A gam thì ứng với 1,6 mol. Nhưng đây đề bài nói này, oxy hóa 0,1 agam. Vậy oxy hóa 0,1 agam. C2H5OH nhìn nhá, agam này 1,6. Vậy 0,1 A thì là 0,16. Ok chưa? Thầy không biết bật lại cái chế độ tua lại như thế nào ấy. Thầy không biết. Thầy không có gấu nhưng thầy không biết bật thế nào. Hôm nào Tâm hướng dẫn thầy nhá, thầy chịu. Nào, C2H5OH này. Oxy hóa 0,1 agam ancol ethylic bằng phương pháp lên men giấm. Đấy, thế thì 0,16 này, lên men giấm thì thu được CH3COH đúng không? Được chưa? Tớ chưa có người yêu. Đấy, thầy cũng còn chưa có người yêu. Thu được hỗn hợp X
Đây hỗn hợp x để trung hòa hỗn hợp x. Trung hòa hỗn hợp x là CH3COH phải cần để bị trung hòa đúng không? Đây nó phải ghi ra đây. CH3COH bị trung hòa. Bị trung hòa. Thì cần 720ml dung dịch NaOH cộng với lại NaOH cộng với lại NaOH. Số mol NaOH thì bằng 720 nhân 0,2, vậy là 0,72 nhân 0,2 bằng 0,144. Chúng ta lưu ý là tỷ lệ, chúng ta lưu ý là tỷ lệ anh này là 1/1, vậy suy ra số mol CH3COH bằng 0,144. Ok chưa? Số mol CH3COH bằng 0,144, vậy suy ra số mol CH3COH phản ứng là 0,144, vậy suy ra số mol CH5OH phản ứng là 0,144. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được hiệu suất bằng số mol phản ứng là 0,144 chia cho 0,16 nhân 100 thì bằng 90%. 90% nhá. 90% nhá. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án D, 90%. Đấy, câu này dễ thôi mà các em. Hello Vũ Tuấn Anh, Vũ Tuấn Anh vào học đi chứ không là lười không xem lại đâu. 90% này. Hiểu chưa? Rất là dễ. Để thì chỉ dọa thôi. Nào câu số 11 này. Các dung dịch phản ứng được với dung dịch COH 2 lần nhiệt độ thường là xem nào. Những dung dịch nào mà tác dụng được với COH 2 lần là nhiệt độ thường này. Cái này nghe mẹ khó đấy. Không phải đùa đâu. Ối nữa không làm được câu này. Tin không? Thầy tin là ối nữa không làm được câu này luôn. Nào. Câu số 11 này. Các dung dịch phản ứng được với dung dịch COH 2 lần ở nhiệt độ thường là fructose thì có đúng không? Nhưng acetone thì không, vứt rồi. Đây phản ứng ở điều kiện nhiệt độ thường là OH đa kề cơ. Anion acetic là phải đun nóng rồi. Đúng chưa? Alkolytic là vứt. Này glycerol này OH đa kề này. Acid acetic là phản ứng kiểu acid bazơ này. Glucose là OH đa kề này. Vậy đáp án đúng là đáp án D. Chúc mừng Phạm Thanh Tâm. Phạm Thị Tâm, hello Minh Huyền. Các em trả lời cực kỳ đúng, cực kỳ chính xác. Thanh niên nào chưa xe thì xe lại thật nhanh về tường nhá. Thông báo với tất cả những thanh niên nào chưa xe video live stream của thầy thì nhanh tay xe lại video live stream về tường, sau đó là tag tất cả các bạn vào trong video live stream của thầy nhá. Hello, xin chào cả nhà, ông Minh Vlog đây. Chào các cháu khỏe không? Hello. Nào mình có nào, sang câu 12 nào. Sang câu 12 nào. Chất X có đặc điểm sau. Câu số 12. Đừng nhớ thế là chết. Lấy cái khối lượng bé chứ khối lượng lớn cẩn thận sau này toi đấy em ạ. Toi luôn. Gặp ông bà ông vải luôn ấy. Nào sang câu số 12 nào cả nhà. Câu 12 đáp án gì? Ôi mới được tròn 100 xe. Câu 12 đáp án gì nào cả nhà nào? 12 nghe vẻ khó. 12 nghe vẻ khó luôn. 12 đáp án gì nhỉ? Mười hai đáp án gì nào cả nhà? Mười hai nào. Chất X có đặc điểm sau. Phân tử có nhiều nhóm OH. Vị ngọt. Nhiều nhóm OH thì thằng nào chẳng có nhiều nhóm OH đúng không? Đây, cellulose có 3 nhóm OH, maltose có nhiều nhóm OH, saccharose có nhiều nhóm OH, glucose có nhiều nhóm OH. Vị ngọt hòa tan COH, lưu ý này, hòa tan COH 2 lần nhiệt độ thường. Hòa tan COH 2 lần ở nhiệt độ thường. Rồi, hòa tan COH 2 lần nhiệt độ thường phải loại ngay cellulose. Hello, xin chào cả nhà, hơn 100 bạn đang theo dõi video livestream của thầy. Chào cả nhà, các em nhớ 20:30 nhớ lịch cố định nhá, 20:30 tối thứ hai và tối thứ tư hàng tuần chúng ta sẽ livestream chữa bài. 20:30 tối chủ nhật thì chúng ta sẽ có cái buổi là chúng ta buổi làm thi thử nhá. Phân tử có liên kết glycosid, vậy là loại glucose. Glucose chúng ta chỉ là gì? Monosaccharide nên không có glycosid được. Nhá, saccharose và maltose đều có. Nhưng lưu ý này, mất màu nước brom. Mất màu nước brom thì thằng sac không là mất màu nước brom. Vậy chắc chắn đáp án đúng chúng ta là đáp án B, maltose. Nhìn rõ chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án maltose. Nào, cái sang câu số 13 nào cả nhà. 13 đáp án gì nào? Cho các phát biểu sau về carbohydrate. Cho các phát biểu sau về carbohydrate. Số phát biểu đúng là carbohydrate nhé. Nào các em cùng comment xem là đáp án gì nào. Các phát biểu, đây là đề khối A năm bao nhiêu ấy, thầy gạch mất rồi. Câu số 13 cũng là một cái số câu mà cũng khá là hay thôi. Thầy cho ở đây để cho các em cùng có thể làm được. Nào, tất cả các carbohydrate đều có phản ứng thủy phân. Cái này sai. Hello, chào Nguyễn Xuân Trường.
tất cả các carbohydrate đều phản ứng thủy phân là chắc chắn là sai. Tại sao sai? À, tại vì rất đơn giản là thằng glucose và thằng fructose làm gì có thủy phân. Vứt sai ở chỗ thằng fructose là không có thủy phân. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucose. Hoàn toàn chính xác. Được chưa? Hoàn toàn chính xác. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucose, chính xác. Glucose, fructose và maltose đều phản ứng trắng bạc, chính xác. Glu trắng bạc, fructose trắng bạc, man trắng bạc, chính xác luôn. C. Glu là mất máu nước brom. Glu mất máu nước brom, đúng nốt. Vậy mình có A, B, C, D đều đúng. B, C, D đều đúng, vậy đáp án đúng mình là đáp án A, 3. Ok chưa? Đây là chuỗi live stream chữa bài trên sách của thầy. Và những cái câu này khá là buồn bởi vì là không bạn nào được 10, đề rất là dễ mà không bạn nào được 10. Thôi để cho các em cùng phục hận nhé. Các em hứa với thầy, bạn nào hứa thầy phục hận trong cái đợt thi lần thứ 5 tối chủ nhật tuần tới thì chấm cái để thầy biết nào. Tối chủ nhật tuần tới chúng ta sẽ thi nốt bài về carbohydrate nha. Nào, sau đó trước khi mình chuyển sang amin, amino acid, peptide, protein. Nào, câu số 14 đáp án gì nào các em? Câu số 14. Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucose có 5 nhóm hydroxyl? Úi dồi ôi, cái này vừa nãy thầy vừa nhắc xong. Chứng minh có 5 nhóm hydroxyl. Vừa mới nhắc lúc nãy sao? Đúng chưa? Có phải cho tác dụng SCOH này lần nữa không? Không, thằng này chứng minh có nhiều nhóm hydroxyl các em nhé. Thằng này là chứng minh có nhiều nhóm hydroxyl, các em đừng bị nhầm. Chứ không phải chứng minh 5. Để chứng minh số lượng thì phải là tiến hình. Nhớ thì từ chốt tạo este anhydride acetic. Nhớ chưa? Từ chốt là tạo este với anhydride acetic. Đáp án đúng phải là đáp án B. Còn nhiều bạn đã chọn phải thực hiện phản ứng trắng bạc là chứng minh chó cơ. Khử hoàn toàn thành hexan là cái này là chứng minh có 6 carbon. Được chưa? Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta phải là đáp án B nhá. Hiếu Nguyễn đúng, Nguyễn Viết An đúng, chính xác. Thanh niên nào chưa xe lại về tường thì xe thật nhanh cái bài này về tường nhá. Tag tất cả các bạn vào đây. Bởi vì nhá, thầy bảo các em là đến lúc cuối ấy, đến lúc cuối các em còn phải ôn thi lại tất cả các môn cơ, nhất là ôn thi lại hóa, thì cái tờ này của thầy, thầy chữa những cái bài này là một cái dữ liệu, là những cái video để giúp cho chúng ta ôn thi vào lúc mà tháng 6 năm tới rất là tốt. Nhớ là share lại video live stream về tường, xong rồi lưu lại vào trong cái phần mà lưu của thằng Facebook ấy, để lúc mà mình ôn lại, có thi cuối học kỳ mình ôn lại này, thi kết thúc năm học mình ôn lại này, đến lúc mà thi trung học phổ thông quốc gia ôn lại thì vẫn còn tài liệu để ôn. Đấy, đây chính là tài liệu của thầy đấy. Thầy live stream ngay từ bây giờ rồi, chứ lúc cuối là thầy chưa để tổng hợp cơ nhá. Không có ôn lại như thế này đâu, bởi vì là các em lúc này các em chỉ có bật lại thôi, nên là xe lại về tường để các em còn có cái để mà bật lại để mà ôn lại nhá. Sang câu số 15. Các chất trong dãy nào sau đây đều tạo kết tủa khi cho tác dụng với AgNO3 trong NH3 dư? Lúc này là hỏi kết tủa này. Lúc này là hỏi tạo kết tủa này. Đấy, thế thì bây giờ là tạo kết tủa thì như thế nào? Thì các em cùng lưu ý cho thầy nhá. Để tạo kết tủa với AgNO3 trong NH3 thì cần có chó này. Cần có HCOO này. SCOR phải này. Hoặc là có hydro linh động. Đây. Được chưa? Thế thì acid propionic là không có ba thằng này. Vứt. Được chưa? Dimethyl acetylene là cũng không có thằng hydro linh động. Đây thì vẽ cho chúng ta biết thằng dimethyl acetylene. CH3C nối 3 C CH3. Không có hydro linh động, vứt. Được chưa? Tương tự anh này vứt. Vậy mình chỉ còn IB thôi. Thì vẽ thằng B chúng ta nhìn nhá. Vinyl acetylene này. Vinyl acetylene CH2 nối đôi CH C nối 3 CH. Em nhìn thấy hydro linh động chưa? Tác dụng AgNO3 trong NH3 tạo nên kết tủa màu vàng nhá. Glucose có chó rồi. Anhydride acetic CH3 CHO có chó tiếp. Vậy đáp án đúng mình là đáp án B bỏ. Câu 15 đáp án B nhá. Hiểu chưa? Sang câu 16 nào. Câu 16 đáp án gì nào? Cùng comment đáp án câu 16 nào. Hello fan cứng Phạm Thị Tâm. Phạm Thị Tâm sau một hồi bây giờ đã lên được fan cứng rồi. Hạnh phúc không em? Câu 16. Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2O4 đun nóng. Các em lưu ý cho thầy nhé. Để tham gia được phản ứng thủy phân dung dịch để tham gia được phản ứng thủy phân trong dung dịch H2O4 đun nóng thì nó phải là disaccharide hoặc là polysaccharide. Chứ còn monosaccharide là không tham gia. Glucose là mono là vứt. Được chưa? Vậy chắc chắn mình có này. Sac là đi. Tinh bột là poly. Sen là poly, vậy là có. Đáp án đúng đáp án mình là đáp án B, được chưa? Xác, tinh bột, sen luôn. Ok. Đây mình sang bên này. Đáp án C loại glucose, đáp án D loại fructose. Hiểu chưa các em? Rất dễ đúng không? Hello Nguyễn Thanh Hường, chào Mai Phượng, các em comment rất là đúng. Chúc mừng tất cả các bạn và các em. Hello Trịnh Thị Kim Anh. Wow, đúng rồi, fan comment đáp án nhiều lên là fan cứng ngay thôi. Dễ mà. Nào sang câu 17 nào. Sang câu 17 hôm nay thì phải chữa chúng ta bao nhiêu câu nhỉ? 45 câu rồi mà, đây là đề số 01, 45 câu. Cho các phép biểu sau, glucose có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc. Cái này đúng.
Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có sinh ra mantozơ. Cái này đúng. Mantozơ có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc. Cái này đúng tiếp. Saccharose được cấu tạo từ hai gốc beta glu và alpha fructose. Cái này sai đúng không? Saccharose được cấu tạo từ alpha glu. Cái này phải là alpha và beta mới đúng cơ. Sai. A, B, C đúng. 3 nhận định đúng. Đáp án đúng, đáp án C. Ok, Hiếu Nguyễn Nguyễn đúng, chính xác. Mai Phượng chính xác, rất tốt. Câu 18 đó. Carbohydrate nào sau đây thuộc loại disaccharide? Úi dồi ôi, câu này dễ hơn cả ăn cháo, thấy không? Học thầy Minh, thầy Minh giúp em xuyên qua nỗi sợ hãi. Hóa đơn nào chả sợ, hóa đơn nào chả kinh. Nhưng mà có thầy thì cân lại được hết. Đúng không? Có thầy thì cân lại được hết. Nào. Câu số 18 à. Carbohydrate nào sau đây thuộc loại disaccharide? Ui dễ ợt, đúng không? Thằng nào? Saccharose. Đáp án đúng, đáp án B. Bỏ. Câu 19 à. Chất nào dưới đây khi cho vào dung dịch AgNO3? Hello Dương Huyền, Dương Huyền hôm nay học chăm thế, sau bao nhiêu ngày đi chơi hôm nay thì mới thấy Dương Huyền học chăm chỉ như này. 19. À, Tâm ơi Tâm giúp đỡ bạn Dương Huyền đấy nhá. Dương Huyền quê Nam Định, gần ngay quê Tâm luôn. 19. Chất nào dưới đây khi cho vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư đun nóng không xảy ra phản ứng trắng bạc? Lưu ý cho thầy gạch chân cho thầy cái từ là không. Không xảy ra phản ứng trắng bạc nhé. Cái từ này rất quan trọng. Thế thì ở đây mình có này, không xảy ra phản ứng trắng bạc. Thế thì mantozơ là trắng bạc, fructose trắng bạc, glucose trắng bạc. Vậy không trắng bạc chỉ có thể là sai. C. Ok. Thanh niên nào chưa xe thật nhanh lại về tường nhá. Câu số 20 nào. Chất tác dụng với hydro tạo thành sorbitol. Chất nào tác dụng với hydro tạo thành sorbitol đây? À, chúng ta lưu ý cho thầy cả glu và cả fructose đều tác dụng với hydro tạo thành sorbitol nhé. Vậy tác dụng hydro để tạo thành sorbitol thì chắc chắn là thắng glu và fructose. Đây cứ công thức là C6H12O6 thì tác dụng với hydro là tạo thành C6H14O6 là sorbitol luôn. Vì vậy nên là cả glu và cả fructose đều có. Vậy đáp án đúng mình là đáp án D. Hello, chào cả nhà. Cả nhà nhớ 20:30 tối thứ tư cũng theo dõi video livestream của thầy nhá. Nào mình sang câu 21 nào. 21 nào. Glucose và fructose đều. Glucose và fructose đều. Đều gì? Đều có nhóm CHO trong phân tử á? Sai, glucose thì có chó nhưng mà fructose thì có nhóm cetone. Có công thức phân tử C6H10O5. Sai tiếp, đúng không? Nó là C6H12O6 mà. Chuẩn chưa? Nào. Thuộc loại disaccharide càng sai, glucose và fructose là mono. Hai này đều có phản ứng trắng bạc là đúng. Tại sao? Glucose thì trắng bạc rõ rồi, còn fructose trong môi trường kiềm thì chuyển thành glu. Thế thì trong môi trường kiềm thì có phải là trong AgNO3 trong NH3 không? AgNO3 trong NH3 đây. NH3 là môi trường kiềm đúng không? NH3 môi trường kiềm thì là trắng bạc rõ ràng, nó có gì nó còn kêu ca gì nữa các em. Đúng chưa? Dễ ẩn ợt, dễ hơn cả húp cháo luôn. Các em thấy dễ không? Nào, mình có sang câu tiếp, sang câu số 22. Câu số 22 level tăng thêm một tí xíu thôi. Câu số 22 level tăng thêm một tí xíu thôi. Thanh niên nào chưa xe lại về tường thì xe lại về tường giúp thầy nhá. Sau đó rồi là tắt tất cả các bạn của em vào trong video live stream nhá. Các em thấy hôm nay thầy live stream này có nét không? Nét căng thì chấm cái. Nào, bạn nào thấy nét căng thì chấm cái để. Hello các thanh niên. Thanh niên nào thấy nét căng thì chấm cái. Nào mình sang câu tiếp theo. Câu số 22 nhá. Hỗn hợp gồm 27g glucose. Thôi bây giờ thầy dạy chúng ta một cái. Bây giờ thầy dạy chúng ta một cái chiêu kinh điển này, đỡ phải làm nhiều. Glu này, Farouk này, nguyên tử khối 180 này. Phô chiêu kinh điển luôn. Cái này chỉ có trong live vip mới có rồi nhá. Sagma này, trong live vip tôi học nhiều chiêu kinh điển lắm. 342 này. Tinh bột này, sen này. Đấy nhá, 162N thì để 162, tính này cho nhanh. Ok chưa? Làm như vậy cho vuông. Nhìn nhá. Glu này, mình tìm được số mol luôn. 27 chia 180. 0,15. Fructose này. 9 chia 180. 0,05. Đấy, bấm cái máy tính của thầy nó quen. Nó dễ bấm, cảm giác thấy sướng phên tận óc. Bấm cái máy tính đi mượn, bấm mãi nó cứ ra kiểu gì khó chịu kinh khủng. Một glucose trắng 2 bạc. 0,15 nhân 2. Một fructose trắng 2 bạc. 0,05 nhân 2. Vậy mình có này. 0,15 nhân 2 cộng 0,05 nhân 2 bằng 0,4. 0,4. Vậy số mol bạc của thầy bằng 0,4.
0,4 của thầy mà nhân với lại 0,4 mà nhân với lại 180 thì bằng 72. Sorry, chết nhầm. Nhân 108. 43,2 các em ạ. 43,2. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok chưa? Hiểu chưa? Dễ không? Bây giờ mình sang những cái câu mà rất hay thi này. Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 này. Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 này. Úi, cái gì vừa rồi nhỉ? Thầy vừa nghe thấy có một cái gì đó vừa rồi hơi đổ vỡ thì. Nào. Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 này. Nghe mẹ cứng đấy. Coi các em cùng comment đáp án xem nào. Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit? Lưu ý cho thầy từ không thủy phân nhé. Không thủy phân trong môi trường axit là thằng nào? Xe là thủy phân rồi. Xác là thủy phân rồi. Tinh bột là thủy phân rồi. Vậy chắc chắn không thủy phân chỉ có thằng monosaccharide thôi. D hoàn toàn chính xác. Rất dễ. Dễ ẩn ọt, dễ như húp cháo. Dương Huyền đúng, chính xác. Nào, Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 câu 24 nào. 24 đáp án gì nào cả nhà? 24 đáp án gì nào? Thủy phân m gam, lấy máy tính nó bấm các em nhá, lấy máy tính nó bấm cùng thầy nào. Thủy phân m gam saccharose. Saccharose hay là C12H22O11 này. Hiệu suất 90% này. 0,9 này. Thu được sản phẩm chứa glucose này. C6H12O6 này. Ta tìm được số mol glucose 10,8 chia 180. 0,06. Suy ngược lại 0,06 nhân 1 chia 1. Bởi vì thằng xác này thu được glu là 1 glu cộng với một thằng C6H12O6 là thằng ferrux. Được chưa? Vậy này, 0,06 nhân 1 chia 1 bằng 0,06. Thuận nhân nghịch chia. Đây là nghịch phải chia cho hiệu suất, chia cho 0,9. Vậy thì tìm được nhá. 0,06 chia cho 0,9 bằng này. Nhân với phân tử khối này là 342 này. Bằng này 2,8, các em nhìn đó chưa? 2,8 là đáp án đúng, mình là đáp án A. Các em thấy câu này dễ không nào? Đây thầy để yên cho bạn nào mà chưa hiểu thì bạn ấy học cái video này là hiểu luôn này. Các em thấy dễ không nào? Cực kỳ dễ đúng không? Làm gì có khó đâu. Rất là dễ. Đúng chưa? Nào. Ôi đau họng quá. Người học sinh không biết nó có thương mình không. Đang đau họng quá nè. Nào câu số 26 nè. Ơ câu 26 bị trùng à? Ô buồn chưa? Câu 26 bị trùng với câu này. Hình như thầy nhớ là ở trong hình như thầy nhớ là ở trong sách của thầy, thầy đã sửa cái câu này rồi. Đây đây. Câu 25. Câu 25 bị trùng nên thầy sửa đến câu 43 trong sách đề. Đây mình nhảy sang câu 43. Đây. Câu 43. Đề nó dễ hơn không dễ hơn đâu em ạ. Cũng khoai lắm, cũng xương lắm đấy. Không phải đùa đâu. Đừng khinh thường đề của thầy. Đề của thầy dã man lắm. Trông tưởng dễ nhưng mà lại khó không tưởng ấy. Cùng chiến đấu nhá. Cùng chiến đấu nhá. Nào cùng comment đáp án cho thầy xem câu này đáp án gì nào. Hello, nào, câu 43. Nhìn thấy phát ghê đúng không? Phát ghê nhưng mà làm dễ thôi, non nhá. Nhìn thật kỹ nhá, cái này chúng ta có chiêu để làm. Chúng ta có chiêu để làm. Đây này, 25, đây là câu 43 trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016. Cũng là câu 43 trong sách đề nhá. Nhìn kỹ nhá, chiêu làm như sau này. Kết quả thí nghiệm các dung dịch XYZT, thuốc thử nghi ở bảng sau. Chúng ta có chiêu làm X và dung dịch Y2 có màu xanh tím. Màu xanh tím thì không thể lòng trắng trứng được. Đúng chưa? Chắc chắn là hồ tinh bột. Bỏ nhá. Bỏ lòng trắng trứng này. Tiếp tục này, thầy nhìn thằng dưới này, T này, nước brom này, kết tủa trắng. Vậy là cái bọn cuối. Glucose và nước brom có tạo kết tủa trắng không? Glucose và nước brom có tạo kết tủa trắng không? Bỏ. Bỏ, vậy chắc chắn chỉ có C. Em thấy kỹ năng thầy kinh không? Nhớ nhá, những cái kỹ năng làm những câu như này các em cần lưu ý cho thầy. Đó là mình nhìn cái thằng ở đầu tiên và mình nhìn cái thằng ở cuối cùng. Đấy, nhìn thấy chưa? Đây này, thầy nhắc lại này. Iốt màu xanh tím thì chắc chắn là hồ tinh bột nên loại lòng trắng trứng. Tiếp tục là glucose thì không thể nào mà vào nước brom kết tủa trắng nên loại hai thằng này. Vậy đáp án đúng là chỉ có thể là đáp án C. Nhìn thấy chưa?
hồ tinh bột này, iốt màu xanh tím này, lòng trắng trứng này, màu tím này, AGRO 3 trong NH3 kết tủa bạc trắng này, nước brom kết tủa trắng là anilin. Ok chưa? Rồi mình quay trở lại tiếp sang câu 26 nha. Câu 26 nó cũng là một trong số những câu mà thầy đã từng chữa rất rất nhiều. Đây là một trong số những skin cực kỳ kinh khủng của thầy, đấy là skin đếm bẩn. Các em cùng nhìn nhá. Thầy cùng phô cái skin đếm bẩn cho các em xem. Nhưng ngày hôm nay thầy không phô skin đếm bẩn nữa mà thầy phô một skin khác, là skin quy đổi. Skin quy đổi. Hello Vũ Tuấn Anh. Lần đầu tiên xem live của thầy, thế thì xem chú ý vào. Nhìn nhá. Tất cả bọn này cellulose, tinh bột, glucose và saccharose. Nếu các em sợ khó thì các em cùng xem video livestream thì thầy sẽ biến cho nó từ khó trở thành dễ. Phù thủy minh myelin biến khó thành dễ. Nhìn nhá. Sen này, tinh bột, glu và sắc đều là carbohydrate và thầy đã từng dặn các em, nếu là carbohydrate thì công thức của nó là CnH2O tất cả m lần. Vậy gặp chúng nó thì các em quy đổi cho thầy về carbon và nước. Cần tác dụng với oxy. Mình tìm được số mol oxy 2,52 chia cho 2,4 thì bằng 0,1125. 0,1125. Thì có phải mình thu được carbon cộng CO2 thì thu được CO cộng oxy, thu được CO2. Nước cộng oxy thì vẫn là nước. Số mol của nước là 1,8 là 0,1. Được chưa? Thế vậy nước ở đây là vẫn giữ nguyên 0,1. Thế vậy oxy chui vào CO2 vậy bảo toàn oxy là 0,1125. Vậy hoàn toàn nên mình bảo toàn carbon 0,1125. Thế là xong. Giải cực kỳ nhanh luôn. Siêu kinh điển luôn. Các em nhìn kỹ nha. 0,1125 nhân 12 cộng 0,1 nhân 18 bằng 3,15. Nhớ kỹ đáp án câu này, sau này thi gặp lại rất nhiều lần. Các em hiểu không nhỉ? Thì nói lại cho cả nhà nghĩ. Nhớ nhé, cứ gặp bọn carbohydrate thì quy đổi về carbon và nước. Tác dụng oxy, nước thì đâu có tác dụng oxy, nước vẫn giữ nguyên là nước, giữ nguyên số mol nhé. Chỉ có carbon tác dụng với oxy để tạo thành CO2 thôi. Thế thì vậy là bảo toàn carbon là 0,1125 thì chui lại đây 0,1125. Thế là lúc này mình bảo toàn khối lượng cộng khối lượng hàng này vào là khối lượng carbohydrate. Rất nhanh nhưng không nguy hiểm. Thay vì cho một tràng pháo tay thì nhớ ấn xe, nhớ ấn nút xe cho thầy nhá. Các em thấy có hay không? Hay thì chấm cái rồi xe ngay nhá. Nào mình tiếp nào. Sang câu tiếp theo, câu số 27. Wow, câu số 27 một câu khá là hay. Nhìn tưởng khó nhưng mà lại dễ không tưởng. Dễ lắm các em ạ, các em đừng có sợ. Câu 27 cực kỳ dễ luôn. Nhìn kỹ nhá, nhìn kỹ nhá. Thì làm cho chúng ta thì chúng ta nhìn thấy là dễ này. Đây là cái đề trong sách đề của thầy nên nó khá là chất và nó cực kỳ dễ. Các em đừng có suy nghĩ là nó là khó. Cho m gam tinh bột. Tinh bột thì các em bỏ cái thằng N đi nhá. Tinh bột thầy nhà dặn này, bỏ N đi để giữ mỗi cái nó là C6H10O5 thôi. C6H10O5 này. Lên men thành rượu etylic với hiệu suất 81% này. 0,81 này, được chưa? À, toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ. Vậy là ra được hai thằng CO2 đúng không? CO2 sinh ra hấp thụ vào Ca. Đấy, carbonate có thầy thì mọi thứ trở nên đơn giản chính xác. Thì thu được 550g kết tủa. Vậy kết tủa chúng ta là kết tủa CaCO3. Số mol là 550 chia cho 100 thì bằng 5,5. Và dung dịch X, đun kỹ X thì thu được kết tủa tiếp. Nhìn kỹ phương trình của thầy nhá. Đun kỹ X và thu được kết tủa. Vậy chắc chắn trong X có CaHCO3 hai lần. Đun nóng này thì mình thu được CaCO3 cộng CO2 cộng H2O. 100g kết tủa. Vậy mình tìm được số mol kết tủa. Không sao đâu Lương Vinh ạ, à. Em có thể xe lại về tường xong rồi tẹo nữa là em xem lại từ đầu, còn bây giờ em vẫn xem tiếp được mà. Những câu này dễ thôi mà, 100 chia cho 100 thì bằng 1 mol. Vậy thì suy ngược anh này bằng 1 mol. Đến đây thầy đi bảo toàn carbon nhá, nhìn kỹ này. 1 x 2 bằng 2, cộng 5,5 thì bằng 7,5, đúng không? Vậy chỗ này là 7,5. 7,5 vậy hoàn toàn thì sẽ có suy ngược lại được. 7,5 x 1 chia 2. 7,5 chia 2. Vinh nhớ nha, các buổi live stream sau thì cứ 20h30 tối thứ hai và tối thứ tư bật lên là thấy thầy. Thuận nhân nghịch chia, đây là nghịch chia cho 0,81 ra số mol luôn. Rất dễ. 7,5 chia 2 chia 0,81 bằng, được chưa? Nhân với 162 bằng 750g. Cực kỳ dễ các em thấy dễ không? Dễ hơn ọt luôn. Đấy, bây giờ thầy lại chữa tiếp sang câu 28 này. 28 còn dễ nữa. 28 còn cực kỳ dễ luôn. Xem nhá. 28 này. Cellulose trinitrate được điều chế từ cellulose. Thầy viết công thức C6H7O2 OH tất cả 3 lần cộng với HNO3 36 để tạo thành C6
chỗ này H7 thôi. H7 O2 NO3 tất cả 3 lần, được chưa? Để có 29,7 kg cellulose trinitrate, anh này phân tử khối là 297, 29,7 mà chia cho 297 thì số mol anh này bằng 0,1, được chưa? Hiệu suất phản ứng là 90% đây, 0,9 này. Cần dùng kg acid nitric này, em nhìn acid nitric chưa? 0,1 nhân 3 chia 1. Thuận nhân nghịch chia hiệu suất chia 0,9. Vậy là mình được là 0,3 chia 0,9. 0,3 này chia 0,9 này. Đây, nhân với phân tử khối của HNO3 là nhân 63. 21 kg. Dễ không? Quá dễ dàng. Các em ơi, bạn nào muốn đăng ký sách thì ở ngay link ở phía dưới cái bài livestream này có một cái link để các em đăng ký mua sách nhá. Bạn nào muốn đăng ký khóa học online thì hoàn toàn inbox cho thầy hoặc inbox cho chị Thảo Thoan. Thì hiện tại khóa học online của thầy giá cực kỳ hạt rẻ. Inbox nhanh để nhận được giá hạt rẻ nhá. Có team online của thầy được hơn 200 bạn rồi. Team live VIP hơn 200. Team full video chắc phải hơn 100. Team mua sách cũng phải đến tầm 200 nữa. Vậy là của thầy cũng phải gần 1.000 bạn. 500 bạn. Cỡ 500 bạn. Nào, câu 29 nào. Câu 29 nào. 29 cũng dễ. 29 này còn cực kỳ dễ nữa. Nào, cùng quan sát nha. Câu 29 này. Khối lượng của tinh bột cần dùng quá trình lên men thì viết phương trình kỹ cho chúng ta nhìn. Tinh bột bỏ nở đi, C6H10O5. Được chưa? Lên men để tạo thành rượu gì? Hai thằng C2H5 OH, nhưng mà cái thằng này hay thi nên thầy chịu chậm chậm để chúng ta cùng nhìn, chúng ta dễ hiểu nhá. Hiệu suất của cả quá trình là 72%, thì để đây là 0,72 đã này. Cứ để đây đã, nòm nhá. Đề bài cho này, 5 lít rượu alcoholic 46 độ. 5 lít C2H5OH 46 độ. Vậy hoàn toàn mình tìm được V C2H5OH nguyên chất. Độ rượu thì bằng V nguyên chất chia V dung dịch. Vậy V nguyên chất thì bằng 5 nhân với độ rượu. Độ rượu là 46 độ trên 100. Vậy là bằng 5 nhân 46 trên 100. 5 nhân 0,46 2,3. Thế nhưng mà đây đề bài có D này. Cho D này. Thế vậy thì có này, D thì bằng M chia V, suy ra M bằng D nhân V. Ok chưa? M bằng D nhân V. Ok chưa? Vậy mình tìm được M bằng D là 0,8 nhân V là bằng 2,3. 0,8 nhân 2,3 1,84. Vậy là chúng ta tìm được M của C2H5OH nhé. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol của nó. 1,84 chia cho 46. 0,04 mol. 0,04 mol. Ok chưa? Non thầy giải tiếp này. Non thầy giải tiếp. Đến đây thì dễ rồi. 0,04 này. 0,04 nhân 1 chia 2 thì bằng 0,02. Phần này bọn em sợ. Phần này bọn em sợ lắm. Đúng chưa? Được chưa? 0,02 này. 0,02 thuận nhân nghịch chia. Chia 0,72. 0,02 chia 0,72 bằng được bao nhiêu nhân với 162? Bằng 4,5. Nhìn thấy chưa? Được chưa? Dê 4,5 kg. Thế vì vậy nên các em ở đây thì chúng ta cần lưu ý cho thầy là chúng ta không cần phải đổi đơn vị đâu. Kệ, cứ mà kệ đơn vị đi mà làm. Mà chiến thôi. Hiểu chưa? Đấy thì cái chỗ khó nhất của chúng ta là cái chỗ độ hiệu này này. Chỗ độ hiệu này thầy giảng cho các em hiểu rồi, đúng không? Đây này, 5 lít 46 độ thì mình tìm đầu tiên, mình tìm V nguyên chất trước. Sau đó mình dựa công thức D bằng M trên V thì mình tìm được M. Từ M mình tìm được số mol. Từ số mol thì mình lại quay trở lại bài cũ rồi. Rất là dễ đúng không các em? Bạn nào hiểu chấm cái để thầy biết nhá. Mình xong câu số 29, được chưa? Mình sang câu số 30 và mình chỉ còn 10 câu nữa thôi. Nào, câu số 30 này. Lại một câu bài tập tính toán. Nhưng thề với bọn em câu này vẫn dễ. Thầy lại chữa để chúng ta nhìn thấy nó dễ nhá. Thầy lại chữa chúng ta nhìn nó dễ dễ cực kỳ luôn ý. Mà không làm câu này thì hơi bị tiếc luôn. Phần carbohydrate toàn câu dễ luôn. Các em xe lại về tường để lấy tài liệu để học. Sau đó rồi là các bạn cũng bị mất gốc mà sợ vào đây cho thầy nhá. Câu 30 này. Thể tích dung dịch HNO3. Bây giờ thầy làm nhanh hơn. Lúc nãy thầy viết phương trình rồi. Đây là 3 thằng HNO3 này. Tác dụng với cellulose tạo thành cellulose trinitrate C6H7O2 NO3 tất cả 3 lần. Lúc nãy thầy viết phương trình rồi nhá. Bạn nào mà chưa biết phương trình này thì mở lại cái chỗ lúc nãy xem nhá. Cái câu bao nhiêu nhỉ? Câu 22, 26 hay là 25 gì đấy. Hiệu suất này. Hiệu suất lượng HNO3 bị hao hụt là 20%. Vậy suy ra hiệu suất chúng ta là 80. 0,8. Được chưa? 89,1 kg. Thầy cứ mặc kệ, thầy để kg thì tính. 89,1 chia 297. 0,3 mol.
0,3. Vậy thì suy ngược lại 0,3 nhân 3 thì bằng 0,9. Thuận nhân nghịch chia, chia 0,8. 0,9, ui, động tay vào rung mất. Các em có thích rung không? 0,9 chia 0,8 bằng 1,125. 1,125. Bao nhiêu bạn thích thầy livestream quay mặt chấm cái này để viết à? 1,125. 1,125 mol. Được chưa? Vậy hoàn toàn đến đây thầy tìm được khối lượng HNO3 nguyên chất. HNO3 bằng 1,125 nhân 63. Hoàn toàn đến đây thì tìm được M dung dịch. MHNO3 đây này, 67,5% này. 67,5%. Thầy có nhá, C phần trăm bằng M chất tan chia M dung dịch. Vậy M dung dịch bằng M chất tan 1,125 nhân 63 chia C phần trăm. C phần trăm là 67,5%. 67,5% là bằng 0,675. Được chưa? 1,125 này nhân 63 này chia cho 0,675 này bằng này 105. 105. Được chưa? Mặt khác đề bài cho ta D. D bằng 1,5. D bằng M trên V. Suy ra V bằng M chia D. M bằng 105 rồi. Vậy mình có 105 chia cho 1,5 thôi. 70. 70. Dễ không? Dễ. Ờt. 70 lít. Đáp án đúng chúng ta là đáp án. Ok. Toàn team live VIP, đúng rồi, toàn team live VIP nhà thầy hết. Live VIP khủng mà. Live VIP vào cổ vũ thầy hả? Live VIP mà vào đây cũng phải học luôn á. Nào, câu 31 à. 31 là câu 42 trong sách đề. Câu này 31 là câu 42 trong sách đề. Đây, thầy chuyển đến câu 42 trong sách đề, các em cùng xem nhá. Đây. 31 là câu 42 trong sách đề. Cho phát biểu sau. Số phát biểu đúng là, úi câu này nhìn thấy tưởng là khó nhưng mà lại dễ không tưởng. Bây giờ mới sang câu lý thuyết đây. Ở phía dưới toàn những câu lý thuyết hay thôi. Câu 31 là câu 42 trong sách đề Trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Đấy. Glucose được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín. Cái này hoàn toàn chính xác. Các em cùng comment đúng sai với thầy nhá. À đúng. Chất béo là dieste đúng không? Sai, chất béo phải là trieste. Phân tử amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. Đúng, mình vừa mới chữa xong. Ở nhiệt độ thường triolin. Triolin là C17H33COO 3 lần C3H5. Nhìn là biết anh này không no rồi. Không no thì phải giảm đáy lỏng. Đúng chưa? Vạch luôn. Ok. Trong mật ong chứa nhiều fructose. Hôm nay thầy đẹp dai hơn. Đúng không? Hôm nay thầy không khoe mặt nên chúng nó bảo đẹp dai nên là chúng nó cứ học thôi. Trong mật ong chứa nhiều fructose. Đúng. Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người. Đúng tiếp. Vậy là 1, 2, 3, 4 anh đúng. 4 anh đúng, vậy đáp án đúng mình là đáp án dê nhá. Thầy nghĩ là nhiều bạn bị sai lắm nên là các em nhớ xe lại về tường nhá. Và những câu này mà sai thì thực sự là đáng tiếc. Thực sự là đáng tiếc luôn ấy. Đấy, mình sang câu 32 nào. Mình sang câu 32. 32, hôm nay thầy đẹp dai hơn. Đúng rồi, hôm nay thầy chả đẹp dai hơn sao. Nào, câu 32 nào. 32 nhìn trông tưởng khó khó thôi nhưng mà vẫn dễ các em ạ. 32 nhìn trông tưởng khó khó nhưng vẫn dễ. Nhìn kỹ nha, nhìn kỹ nha. Nó này để chữa chậm chậm chúng ta cùng nhìn nhá. À, đây đề 5209 khối A đây. Lên men mg gam glucose. Glucose là C6H12O6 này. Hiệu suất 90% này. Là 0,9 này. Lượng khí CO2 hấp thụ hết vào nước dịch nước vôi trong này. Hai thằng CO2 này. Vậy thì có này. CO2 hấp thụ vào nước vôi trong. CH2 hai lần này. Thu được kết tủa chúng ta là kết tủa CaCO3 này. 10 chia 100 thì bằng 0,1 này. Được chưa? Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng giảm. Lưu ý từ giảm. Delta M. Delta M thì bằng M vào trừ M ra. Ơ, tâm à, tâm quên à. Đây là thầy chưa đề kiểm tra. Đề kiểm tra thì câu 31 này bị thay bởi câu 42 thì vừa chữa ấy. Nếu mà tâm mà vẫn thích cái chữa cái câu này thì thầy chữa luôn nhá. Cho dãy các chất này, số chất trong dãy tham gia được phản ứng trắng gương, chiều live VIP nhất đấy. Chiều live VIP nhất luôn. Số chất tham gia được phản ứng lưu ý trắng gương thì phải có chó hoặc là HCO. Một cháu, thằng này không. Hai cháu, ba cháu, thằng này không. Man có 1 2 3 4 tâm nhá. Dễ. Ok chưa? Ui, có gì đâu, chữa một câu vèo phát xong. Nào, chúng ta quay trở lại câu 32. Giảm 3,4 gram. Giảm là âm. Giảm là âm nhá. Hello Alex, Alex. Giảm là âm. 3,4 gram. M vào là MCO2. M ra là M kết tủa, số mol kết tủa là 0,1. Vậy M kết tủa là 10. Được chưa? Vậy hoàn toàn thì tìm được số mol CO2.
10 trừ 3,4 6,6. Vậy hoàn toàn thầy tìm được số mol CO2 bằng 6,6 chia 44 0,15. Hello Lan Anh. Hư là thầy không chiều luôn. Ngoan thì mới chiều. Vậy 0,15 nhân 1 chia 2. 0,15 nhân 1 chia 2. Thuận nhân nghịch chia. Chia 0,9. 0,15 này. 0,15 chia 2 này. Chia 0,9 này. Nhân 180 này. 15, các em thấy bấm máy tính này thì bấm nhanh không? 15k. Dễ. Dễ không? Thấy có dễ không? Đấy, dễ. Làm dễ như thế này mà. Học khóa về học thầy. Thầy giúp chúng ta đi đến tận cuối con đường hoa học. Đúng không? Xuyên qua nỗi sợ hãi. Nào câu 32. Nào câu 33 nào. Câu 33 nào. Câu 33 nào. Cùng comment đáp án xem nào. 33 đáp án gì nào. Một số tính chất. Ủi những cái câu này rất là hay nhá. Đề 209 khối B này. Cho một số tính chất này. Các tính chất của cellulose là này. Cái này vừa học mà mình lại vừa mới. Mình vừa học xong rồi mình lại vừa cố gắng. Mình ổn. Mình xem lại những cái gì mà mình đã được học nha. Đấy, rất là tốt luôn. Mình vừa luyện được kiến thức luôn. Đấy. Thầy rất là mong muốn giúp đỡ được cho tất cả các bạn và các em cùng thầy học giỏi bộ môn hóa học. Thầy rất là mong muốn luôn. Để mà từ nay chúng ta cùng nhau tiến lên. Đúng không? Để mà từ nay chúng ta cùng nhau tiến lên. Nào, tiếp tục nào, tiếp tục nào, tiếp tục nào. À, tính chất của sen cùng comment đáp án xem nào. Dạng sợi này đúng này. Tan trong nước vứt này. Tan trong nước xoay xe này. Đúng này. Acid nitric đặc vừa nãy là tạo thành thuốc nổ không khói đấy, TNT đấy, nhưng không phải do người sản xuất nữa nhé. Đúng này. Tham gia phản ứng chắc bạc là không này. Thủy phân trong acid nung nóng là đúng này. 1 3 4 6. 1 3 4 6. Bê bỏ. Em thấy sách thầy xịn không? Các em thấy sách thầy xịn sò không? Đấy, in sách xịn sò như thế còn gì nữa. Nào chúng ta tiếp tục sang câu 34. Câu 34 nè. Câu 34 nè. Cellulose trinitrate. Hello Nguyễn Thị Thanh Hường. Chào em. Câu 34. Cellulose trinitrate được điều chế. Bây giờ thầy lại dạy chúng ta một chiêu tan độc nữa. Kinh khủng nữa. Cellulose thầy ghi muốn sen này. Cái này chỉ có live VIP được học thôi. Cellulose trinitrate này. Hiệu suất phản ứng 60% 0,6 này. 2 tấn sen. 2 tìm được số mol 2 chia 162. Suy luôn 2 chia 162. Tỷ lệ 1:1 mà. Thuận nhân. Nhân 0,6. Cellulose trinitrate phân tử khối 297. Thế này là hoàn toàn được quyền bấm máy tính thôi. Skin cực kỳ kinh điển. 2 chia 162. Khởi nhân 0,6. Skin đậm chất minh myelin. Đúng chưa? Nhân với cellulose trinitrate 297 bằng 2,2 tấn. Hello Nguyễn Đức Khú. Chào em. Đáp án đúng chúng ta 2,2 tấn. Rất dễ. Các em ơi, câu 35. Câu 35 tất cả các bạn dùng sách chú ý. Là đáp án đúng chúng ta đáp án B. Là do thằng xác thì thủy phân ra thằng glu. Đúng chưa? Thằng man cũng thủy phân ra thằng glu. Nhưng chú ý thằng man dư thì thằng man thủy phân tiếp. Nên đáp án đúng phải đáp án B. Nhưng câu 35 này không có trong đề kiểm tra. Được chưa? Mà câu 35 trong đề kiểm tra thầy thay bằng câu 45. Tại vì là thi đại học nó không thi câu 35 nữa rồi. Nên là chúng ta cùng quan sát câu 45 nhá. Đúng rồi, man dư qua trắng bạc chỉ cần nhớ điều đấy là làm được 0,09. 5. 45 đây này. Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất ở dạng dung dịch sau. Đấy, thầy nhìn nhá, thầy lại nhìn cái chiều của thầy nhá. X này. Quỳ tím không đổi màu này. AgNO3 không có kết tủa này. Đến cái thằng AgNO3 không có kết tủa là ngay lập tức là thầy loại được luôn fructose. Fructose là AgNO3 kết tủa mà. CO này lần không tan này. Skin kinh dị, dĩ nhiên rồi. Skin của thầy lúc nào chỉ kinh dị. Không những kinh mà lại còn dị. Đúng không? Skin của thầy lúc nào cũng kinh dị. Không những kinh mà lại còn dị. Nào tiếp tục nào, tiếp tục nào. Mình có nào. Mình có nào. Siêu quát này lần thì không tan. Thế thì loại ngay glycerol, bởi vì glycerol làm CO2 hay lần tan. Đúng không? Nước brom thì tạo kết tủa trắng, phenol và anilin đều vậy. Đấy, bây giờ mình nhảy sang thằng Q luôn. Q này, Q tím không đổi màu này. Q này, Q tím không đổi màu này.
Thế thì mình chỉ còn B và C thôi. B và C mình chưa gạch. Thì anhít formic và metanol thì đều làm không đổi màu vị trí. Nhưng nhìn này, vào dung dịch AgNO3 thu được cái tụ bạc. Metanol có không? Metanol là CH3OH, làm gì có kết tụ bạc? Loại. Người ta bắt đúng chúng ta là đáp án B, HCHO kết tụ bạc. Dễ không? Quá dễ. Học thế mình biến từ cái khó thành cái dễ. Đúng không? Nào, mình sang câu 36 nha. Mình sang câu 36 nha. Các em sang câu 36 nha. Nhìn kỹ câu 36 này thì chỉ một phát này là xong này. Không có gì phải nhây nhua gì. Nhìn này, nhìn kỹ nhá. Nhìn kỹ nhá. Z cộng nước, ánh sáng diệp lục là bằng X cộng G. Ánh sáng diệp lục là quang hợp rồi. Đúng không? Vậy quang hợp chắc chắn là thằng này là gì? Tinh bột rồi. Vậy loại sen. X chắc chắn là tinh bột. Thế thì cái thằng Z cộng nước này thì chắc chắn nó chỉ có thể là gì? CO2. Đúng không? Vậy không thể là ethanol. Z là CO2. Đáp án đúng đáp án. B bò. Ui bị dễ như húp cháo luôn em ạ. Khi em thấy húp cháo nó dễ như nào thì làm câu này nó dễ như vậy. Đúng không? Nào mình sang câu 37 nào. Thanh niên nào chưa xe là thật nhanh nha. Những cái câu này cực kỳ dễ. Ôi chúng ta còn 3 câu nữa thôi là phải tạm biệt nhau mất rồi. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là đốt cháy hoàn toàn ethanol đơn trước mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol nước. Cái này đúng. Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có carbon hydroxide. Carbon thôi. Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần tương tự hơn kém nhau một hay nhiều nhóm C2 là đồng đẳng của nhau sai. Nó phải là cấu trúc tương đồng nhau nữa. Dung dịch glucose bị khử bởi AgNO3 trong NH3 tạo ra bạc. Xem nhá. Bạc cộng về bạc không, thằng này là chất oxy hóa. Thì này là chất khử. Chất khử thì phải bị oxy hóa, bị khử sai. Saccharose chỉ cấu tạo vòng. Đúng. Vậy là đáp án đúng chúng ta là E đúng, A đúng. Vậy chỉ có hai phát biểu đúng rồi nhá. Đáp án đúng là mình là đáp án D nhá các em nhá. Câu 38 nào. Câu 38 nào. 38 lại một câu khá là hay nữa. Để những cái câu mà rất hay thi đại học. Để điều chế 53,46 kg cellulose từ nitrat thì cần dùng ít nhất, xem nhá. Thầy là dùng cái siêu chính kinh điển của thầy này. Sen này cộng với 3HNO3 này thì tạo thành cellulose từ nitrat này, hiệu suất 60% này. Thế tìm số mol luôn, 53,46 chia 297 0,18 mol. Suy ngược lại được số mol của HNO3 0,18 nhân 3 bằng 0,54. Thuận nhân nghịch chia, chia 0,6 thì bằng 0,9. Đúng không? 0,54 chia 0,6 bằng 0,9 đúng không? Thì bài hỏi giá trị của V là giá trị của acid nitric. Vậy đến đây thì tìm được này, nhìn kỹ thầy làm này. Khối lượng của HNO3 nguyên chất thì bằng 0,9 nhân 63. Đến đây thì tìm được khối lượng của HNO3 94,5% thì bằng 0,9 nhân 63. 94,5 thì bằng 0,945. Bằng 0,9 nhân với lại 63 chia cho 0,945 bằng 60. Đứa nào tô V là chết. Bất đắc kỳ tử luôn. D bằng M trên V. Vậy mình tìm được V bằng M trên D. 60 chia cho D 1,5. Sorry bấm nhầm. 60 chia 1,5 bằng 40. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ 40. Hoàn toàn chính xác. Được chưa? Hello chào cả nhà. Câu 39 cách giải tương tự như câu 35. Đáp án là 9,504. Do cái thằng man cũng bị thủy phân sau khi nó còn dư. Các em lưu ý là câu 39 ở trong sách đề là câu 39. Còn câu 39 ở trong đề thi của thầy chính là câu 44 trong sách đề. Đây. Câu 44. Câu 44 này cực kỳ hay. Trước khi giải câu 39 hay là câu 44 này thì thầy giải chúng ta câu 40 trước. Câu 39 hay câu 44 này chính là một câu chốt ha. Mình giải xong câu 40 xong mình quay trường hợp trở lại nhá. Nào, câu 40 này. Lên men mg glucose C6H12O6 tạo thành ancol ethylic. Hiệu suất là 90% là 0,9, hấp thụ hoàn toàn CO2. CO2 để đẻo thế cứ chơi kiểu này đúng không? Cho là lên men tạo thành ancol ethylic xong lại hấp thụ CO2. CO2 này. CO2 hấp thụ vào trong Ca
OH 2 lần dư, lưu ý cho thầy từ dư. Thì mình thu được kết tủa là kết tủa CaCO3 15 gram kết tủa. Vậy số mol kết tủa bằng 15 trên 100 bằng 0,15. Vậy mình suy ngược lại được số mol CO2 do có từ dư nên số mol kết tủa chính bằng số mol CO2 0,15. Đức nhớ 1 rưỡi bài học đấy nhá. 0,15. 0,15 nhân 1 chia 2. Thuận nhân nghịch chia. Chia 0,9. Xong. 0,15 chia 2 chia 0,9 bằng. Được chưa? Nhân 180 bằng 15 gram. B. Bót của tối hôm nay. Bót của đề thi. Đấy, câu 39 cũng chính là câu 44. Nào thì chữa nha. Câu 39 cũng chính là câu 44. Lên men mở gam tinh bột tạo thành ancol ethylic, hiệu suất của cả quá trình. Nhìn kỹ nha, nhìn kỹ nha. C6H10 O5 này. Ra được hai thằng CO2 này, hiệu suất là 75% là 0,75 này. Kệ nó. Lượng CO2 sinh ra hấp thụ hoàn toàn vào dịch CaOH2 lần. Lượng CO2 sinh ra hấp thụ hoàn toàn vào CaOH2 lần. Không có từ dư. Thu được 50 gram kết tủa CaCO3 0,5 gram. 50 chia cho 100 mà. Và dung dịch X thêm NaOH vào X thì thu được kết tủa. Vậy chắc chắn trong X chúng ta phải có CaHCO3 2 lần. Được chưa? Đức sai rồi. Ngu. Cộng với lại NaOH làm bao nhiêu lần rồi? NaOH này làm sao? Để thu được kết tủa lớn CaCO3, kết tủa lớn nhất. Vậy mắc làm bao nhiêu lần mà còn là 64,8? Quánh trận rồi. Thì cần tối thiểu NaOH là min 0,1 x 1 bằng 0,1. Vậy thì đặt số mol của CaCO3 là A. Câu này các em sẽ gặp rất rất nhiều nhé. Thì thầy có này, HCO3 trừ 2A cộng OH trừ 0,1. Do anh này là min nên chắc chắn tính theo OH trừ tạo thành CO3 2 trừ. Thằng này min tính theo anh này 0,1. CO3 2 trừ cộng với canxi 2 cộng. Đúng rồi, Nguyễn Viết An chính xác. Để tạo thành CaCO3 do kết tủa này mắc mà số mol canxi 2 cộng là A. Để kết tủa mắc khi và chỉ khi CO3 2 trừ với kết tủa hết canxi 2 cộng. Hay nó khác, A phải bằng 0,1. Hiểu chưa các em? A bằng 0,1 về bình bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. 0,1 x 2 bằng 0,2 cộng 0,5 bằng 0,7. Đến đây mình tìm được số mol của CO2 bằng 0,7. Suy ngược mình có 0,7 x 1 chia 2 bằng 0,35. Thuận nhân nghịch chia chia 0,75. 0,35 chia 0,75 bằng nhân 162 bằng 75,6. Em nhìn rõ chưa? Đáp án đúng đáp án D. Ok. Buổi live cuối cùng ngày hôm nay tạm dừng tại đây. Các em nhớ theo dõi 20:30 tối thứ hai và thứ tư hàng tuần. Bye bye. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Nhớ 20:30 tối chủ nhật chúng ta lại thi thử tiếp nhé. Chào tạm biệt tất cả các em.